Dạ thưa gì các bạn, thì chiều nay Vũ Chiến về ghé thăm cái gọi là bữa nay gọi là anh Dũng chồng chị Lan nói là phố đèn đỏ của chú. Sao có cái một cái đèn này kia nó bị ấy này, nó bị sụp xuống rồi. Bây giờ ghé thăm phố đèn đỏ của chú như thế nào nha. Giờ Vũ Chiến cũng có mua đồ ăn cho chú nữa nè. Đây bây giờ mình vô mình giả bộ giả tiếng gái cho thử không? Thử coi chú làm sao ha. Rồi đâu đóng đóng kính mít à. Trời ơi, sao mới vừa mình giả giọng sao biết con hay vậy? Ê, hôm nay cũng gạo hết lần rồi. Mới biết chứ đâu có ai, đâu có ai làm đó. Trời ơi. Bữa nào con kiếm cô gái thiệt vô thử coi chú nhận ra không nha. Gì chứ? Ấy chị chú. Hả? Đi bữa nay có đi bán không? Có đi bán rồi mới về rồi. 2 giờ. Dạ, đây con có mua đồ ăn cho chú nè. Đây nè, có rau má với cá kho. Rau má đồ chấm ngon lắm. Vậy mà ba cái đó lát nữa bỏ vô trong tủ đi. Dạ. Ba cái đồ ăn chú hả? Rồi để dành mời. Dạ. Vậy có rồi. Dạ. Chú. Còn kia còn miếng thịt kho nữa kìa. Còn nè. Bây giờ là bữa nay con xuống là con mua cá kho xong bây giờ con hướng dẫn chú sử dụng cái lò Viva luôn. À. Để thử coi, hôm nay chú có xài thử chưa? Chưa, đâu có. Không dám hả? Không. Bây giờ chú lấy cái tô đi. Cái tô trong cái lò Viva, cái lò Viva bên đây, bên trái. Ngay đường đi vô tủ lạnh. Rồi xuống một kệ nữa. Rồi lấy tô giữa đi, tô bự đi. Dạ. Rồi chú đem ra con. Chú cháu mình bên đây chơi thử nè. Bây giờ chú mở nắp tô đi, con mở cái chú mở nắp tô đi. Mở nắp tô đi. Rồi để cá vô. Để con. Đây nha. Khoan, để con bỏ mũ gà luôn. Để hồi chú để cái tô này chú ăn luôn nha. Vậy hả? Cái tô này mình hâm lên là mình ăn luôn, có gì đâu. Cái mình rửa mình dẹp vô. Dạ dạ, nó. Khoan. Đây nè mọi người, cá ngon á. Cá chú ngon. Mình cứ hâm lại ha. Dạ. Đẩy đây ha. Rồi đẩy lại đi con, đi con để lại cái vỏ cá đây đi, hồi mình dọc xong. Rồi đẩy lại. Rồi chưa? Ok. Ok rồi xong. Rồi. Bây giờ lại lò Viva. Đây. Cái lò Viva là con chú để trên đi, để cái tô trên trước đi. Rồi. Cái lò Viva này là con dặn cho chú cái nút này rồi nha. Cái nút trên là con dặn nha, sẵn cho chú rồi nha. Mình để y luôn chứ không. Dạ. Rồi mở nắp ra coi. Mở nắp. Mở nắp ngay nút đó. Dưới chút nữa. Đó, nhấn vô đó. Rồi cầm cái tô mình để trong này, để chỗ nào cũng được đó đó, để trứng giữa trong cái đồ quay tròn tròn đó. Cái này đây hả? Dạ, để ngay giữa, chưa ngay giữa đâu, xích qua bên trái chút. Rồi xong. Nó ngay vậy rồi. Dạ không để chịch qua bên được hả? Để chịch cũng được chứ không gì, tao yêu cầu lọt rồi, nó ở trong vòng này đó, trong cái dĩa thôi. Dạ mình nói đúng không, mình hỏi cho nó kỹ. Dạ đặng mình đổ mình cầm vậy nè. Dạ. Mình gỡ vậy. Dạ. Bây giờ đậy lại ha. Đậy lại, đậy nắp lại, từ hãy dặn nha, đậy nắp lại. Đó, đậy nghe cái bụp vô được nha. Rồi dặn qua nè, dặn nè. Dặn chút thôi ha. Chú dặn đi, chú dặn, chú canh đi, chú dặn đi rồi con nói là mai mốt chú nhớ. Dặn đi, dặn. Nữa. Rồi xong, số 2. Rồi số 2 ngồi đó đợi 2 phút. Số 2 là 2 phút đó hả? 2 phút đó nó mắc điện vô chưa đâu. Mà kêu rồi đó. Số 2 là 2 phút hả? Số 2 là 2 phút. Mình dặn cái nữa là mấy phút? Là số 3 là 3 phút. Cái chỗ đó dặn hết tóc á, hết tốc lực nó chỉ có là 25 5 10 10 20 15 thôi, 30 phút. Chỉ trong vòng nửa tiếng ha. Dạ. Tùy theo cái đồ ăn hết. Tùy theo đồ ăn dạ. Mà chứ con nghĩ chú chừng bây giờ mà hồi 2 phút thì coi nó tắt cái, thử coi cái đồ ăn mình nó nóng cả mức độ nào. Rồi hồi chú cháu mình mới điều chỉnh nữa. Rồi. Dạ. Rồi ngồi ghế đi chú. Nó tắt nè, nó đâu còn nóng nữa. Đúng rồi, tắt không nóng nữa, là bắt đầu làm carbon liền ha. À. Bên đầu chú cháu mình ngồi là nghe carbon á. Cái ghế đó ngon. Dạ. Có qua trà chưa? Bỏ rồi mà chắc cũng không. Không ngon hả gì? Không phải không ngon, bởi vì hết nước rồi. Hết là nước giả rồi đâu phải không? Nước nhất rồi, tới nước kế đó. À. Nè bây giờ mình chú cháu mình ngồi nghe nha, nó chuẩn bị nó nhanh lắm đó. Còn ăn có ấy mà. Hả? Còn ù mà. Thì nó kêu ù đó, còn mà hồi cái nó làm cái bon.
Mà để ý nha, bên kia máy chạ nha. Biết rồi. Làm cái bon liền luôn á. Cái dòng ở ngoài nó chạy, cái dòng mà chú xây á, nó chạy từ 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 theo. Đó. Hết rồi đó, chuẩn bị tới rồi đó. Đó. Thì mình vậy đây, cái đây cũng nghe rồi. Rồi. Chứ đâu cần gì đứng gần. Đúng rồi. Làm cái bon vậy rồi. Vậy đó, chừng nào mình muốn ăn lấy ra ăn. Bậy, để nó ngồi lâu nguội sao? Vậy hả? Bây giờ mình đem ra. Đem ra luôn. Bây giờ đem ra coi chú cháu mình gần có nóng chưa? Có nóng thức ăn chưa? Nóng thức ăn chưa, nóng thức ăn thì mình dặn nó, mình dặn nó thêm chút nữa. Dạ. Bấm ở dưới tự cái này, cái lồng xây đó là tự nó xây gì chứ cũ rồi nha. Cái này nè, cái cục xây thứ hai nè. Nó trở về cũ rồi. Bây giờ mình nhấn ra coi. Nhấn dưới chút nữa. Dạ, nhấn rồi. Nó đâu có nóng gì đâu. Đâu chú gà coi. Gà trong thức ăn coi. Giờ tô thức ăn nóng không? Nóng. Nóng dữ chưa? Đâu để con gà thử coi. Được rồi. Ồ, được rồi, vậy là nóng rồi đó. Đó được rồi. Đúng rồi. Vậy là xong rồi, mình để chú phải lấy nếu mà lấy cái đó là chú phải lấy cái khăn. Nè, cái khăn nè. Cái khăn. Không có cái này, nó không có nóng. Phải gớt nắp sao? Gớt. Gớt cái nắp nó đâu có dính. Không dính nè. À. Sao mà nãy mình để gài dính? Gài đâu gài cái nắp rồi, lấy ra. Xong, để lên trên. Để lên trên. Rồi để nắp lại va lại. Rồi, để nắp lại va lại. Nó cái nắp đó là nó không chú không có bóc được, ngang bóc là nó gớt à. Cái nắp này không có thể cầm được. Nó chỉ đậy thôi. Dạ. Đậy cho nó hết. Ồ, nóng ghê hơn chú ha. Nó cũng vừa chứ để rồi. Nó mất nữa nó nóng dữ lắm. Đúng rồi, nó nóng dữ lắm à. Nó nóng nó sôi luôn đó. Rồi xong, đậy lại. Ok. Rồi có cơm chưa, đem cơm ăn luôn đi. Chưa nấu cơm nữa hả? Qua sáng giờ qua nay nấu cháo ăn thôi. Sao vậy chú? Sao vậy? Hả? Sao vậy? Thấy nấu có ăn không hết rồi thôi, ăn mẹ ăn gói cháo rồi đi. Trời ơi, nồi cơm. Khô khóc rồi. Chưa rửa rồi. Thôi để đây đi. Ngâm nước chút. Ok ha. Ừ, vậy thì có gì đâu. Dạ thì con để sẵn vậy điện đi. Có một cái này. Cái gì? Thì bây giờ mình chưa có xài, mình phải lấy điện ra chứ đâu để vậy. Thì bây giờ chú xài luôn rồi đó. Ngày nào chú cũng xài hết. Không có. Sao hả? Đâu có hâm cái gì mà... Thì hâm đồ ăn kho của chú đó, sáng ngày chú khỏi hâm cái bếp ga, chú bỏ chú đó. Lấy cái tô đó chú múc đồ ăn vô, cái để vô chú hâm lại làm cái bon liền. Vậy để nói chú nghe vậy nè, bây đặng cho nó điện nó cũng đỡ điện chút. Bây giờ cái này nếu ví dụ mà nó đâu có cháy lên đâu mà đỡ điện. Hả? Nó đâu có cháy đâu. Chừng nào mình hâm nó mới hao điện chứ không hâm nó đâu có hao điện gì đâu. Mình cứ để hoài vậy được. Dạ. Chứ dạ. Không có ảnh hưởng gì cho hả? Không ảnh hưởng gì hết. Giống như tủ lạnh vậy đó. Y như tủ lạnh á. Dạ. Tưởng nếu có ấy thì mình nếu có gì đâu thì lấy rút ra chừng nào mà muốn xài á. Dạ. Ghim qua bên cái ổ điện bên đây nè. Dạ. Cúp đó cái ghim vô bật lên. À. Đó đằng đó mình có cầu dao đó. Dạ. Nó cũng dễ thôi. Mà nếu sẵn. Mà chú nó cứ để về hoài cũng được. Cũng được, không sao hết. Hả? Ok, không sao có hết. Có hỏi kỹ nè. Có hỏi kỹ nhà sản xuất rồi. Cứ cũng yên như tủ lạnh. Yên như tủ lạnh nè, dạ. Vậy thì nó dễ, nhiều khi chú muốn... Nhiều khi nó lỡ hết ra. Đúng rồi, hết ra để hâm đồ ăn. Để hâm. Đúng rồi, thầy luôn đó. Vậy đó. Rồi. Cái phụ tùng như mà. Phụ tùng. Cái khoảng nửa đêm mà đi vô ra đâu. Dạ, đúng rồi, nó có cái đó là hâm ok luôn đó. Rồi, vậy là mình để vậy là cứ như tủ lạnh luôn ha. Dạ. Rồi, yên tâm rồi đó. Yên tâm gì? Yên tâm rồi này, như là mình dằn rồi đó. Ủa sao cái tấm này nó tấm chỗ bà Phật mẹ rớt xuống? Mình biết sao không? Gió hả? Gió nhưng mà chung qua cái nó vướng đó. Ai chung? Nên chú chung qua thằng chú lên đứng đó, chú cầm ngang á. Dạ. Rồi cái bữa mà hỏng dòng đó. Dạ. Rồi mấy cái bông bật đổ luôn. Dạ. Thằng ra nó mới... Cái tấm rèm nhà tắm vậy là dễ chưa? Dễ luôn rồi, trời, cái đó còn có gì nữa đâu khó. Đây chú, gao nè, chiều ăn. Nếu chừng nào mình không tắm thì mình kéo vô. Dạ. Còn nếu mà mình đi tắm thì mình kéo ra. Rồi cái sao nhà tắm ngon lành chưa? Thì đó, vậy là bán vậy là nó ngon hơn, mình còn không có sâu, không có kiến đâu. Đúng rồi, không sâu, không kiến nữa nè, ngon lành rồi nè. Dạ. Rồi ngồi chơi báo uống miếng nước đi. Có trà ngon không mời hoài thì ba trà hôm đó nay đó phải không? Trà nhưng mà có trăm gọi bị tính trăm nó đặng làm
tối tối nằm trà đá uống vậy đó. Trà đá, chú muốn cảm hay gì mà nghe sao hí hí mũi hả? Hồi đó vậy đó chứ đâu có cảm cái gì đâu. Dạ. Gờ gì á? Đâu có gờ gì đâu. Mò gì á? Để đồ dẹp vô. Nè trà nè. Chăm nước chưa? Hả, chăm rồi. Trời ơi, có miếng nước nào đâu, chăm bình nào? Bên này nè. Ủa, bữa nay đổi bình hả? Thì bên này bình nào cũng mấy chứ. Rồi, rồi gót đi. Cái đó của chú đó. Cái đó của chú nha. Ừ. Được chưa? Nó đậm 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 không? À biết. Thấy như nước lạnh vậy đó. Nè, gót xuống. Con để vậy là gót, chú không để vậy chú gót được rồi. Cũng còn được, cũng còn đậm đậm. Rồi được rồi, vô. 100 anh ơi. Vô cái trầm trầm ẩm nữa luôn. Hả? Nóng quá. Không? Nóng không? Không phải như bây giờ đâu mà đi. Vô. Trầm trầm. Cứu cũng đâu trai, cũng đâu. Vô. Vô cái nữa coi. Vô. Rồi. Nóng thiệt. Mới trầm đất thì đó mà. Dạ. Thôi vậy là chiều nay cái đó là mình giống như hâm lại rồi đó. Chú muốn hồi chú muốn nấu cơm chú hâm lại y như con nói nha. Rồi. Để vô cái dĩa dặn qua cỡ khoảng chú nghĩ nãy đó, cái khoảng chừng của chú rồi, đó. Rồi cái có như con tắc là vô dạ, mình dạ, chứ gì. Dạ. Mà điều nó không nghe cái cắt của mình coi như là vô của mình. Đúng rồi. Cái xong rồi hồi ngồi đây nghe cái bon cái mình lại mình lấy ăn. Thì đúng rồi, nửa khuya đâu chú có hâm đồ ăn á. Bởi vì chú sợ là có cái là mình để điện luôn á thì nó thở nó mình không có xài á. Dạ. Chú dạ. Đâu phải mà như có mình chú đâu có đồ dạ, ăn gì không, đâu không sao chú mình phải xài thường mà mỗi ngày. Dạ. Nhiều khi chú mua ăn có ví dụ như bữa nay ngày mới đó bị mua tiền đúng rồi nó đúng không có nhiều bởi vì người ta bán nhiều vừa bán gì cho. Dạ. Mình chứ mua nhiều mất công người ta nói mình này kia nữa. Ừ. Mua 30.000 bạc chứ ăn 2 ngày chưa hết. Dạ của mình chú mà. Thôi dạ thưa cho các bạn thì hôm nay Vũ Chiến đến đây thì để mình vừa mua đồ ăn cho chú và vừa chỉ cho chú cái cách mà để hâm đồ ăn trong cái lò Viva luôn. Thì bây giờ chú thấy là chú làm cũng được rồi phải không? Rồi đó. Dạ. Thôi dạ thưa cho các bạn thì video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.